chúng ta sẽ có bao nhiêu câu biết không? Chỉ có duy nhất 4 câu thôi, rất là đơn giản, chính là câu 51, 52, sau rồi 53 và 54. Đó. 51, 52 thì nó sẽ cùng một dạng, nó cùng một dạng tức là gì? Điền vào chỗ trống. Điền vào chỗ trống. Nó trong một bài văn thì sau rồi nó để trống hai chỗ và chúng ta sẽ điền đúng hai chỗ đấy là được điểm. Thì mỗi một chỗ sẽ là tương đương với 5 điểm, hai chỗ 10 điểm. Vậy câu 51 10 điểm, 52 10 điểm, vậy là được 20 điểm đúng không? Nhưng mà cái độ khó của 51 nó sẽ dễ hơn so với câu 52. Còn cái câu 53 thì sẽ là phân tích biểu đồ. Phân tích biểu đồ cộng nguyên nhân. Đó. Tức là người ta sẽ cho một biểu đồ nguyên và một số những cái một cái gợi ý của cái nguyên nhân. Mình sẽ viết một luận bài luận từ 200 đến 300 chữ đúng không? Trời ơi. Nó giống như IELTS ấy, ai có thi IELTS bao giờ không? Không, em được học dốt tiếng Anh thầy. Thì phần viết nó cũng thế, nó tương tự như này. Còn câu Em 4 thì sẽ là viết gì? Viết một bài văn nghị luận, trời. luận xã hội nhá. Nó sẽ cho một chủ đề về xã hội, về những cái vấn đề đang xảy ra trong xã hội này, và chúng ta sẽ viết cái này từ 600 đến 700 từ. Đó. Hình dung đã viết chưa? Thì câu 51, 52 thì cũng rất là dễ thôi. Mình cứ đọc dịch hiểu rồi điền vào chủ tổng là được. Còn câu 53 thực ra nhìn thấy câu 53 nhiều khi còn dễ hơn là câu 51, 52 ấy. Tại vì sao? Tại vì thầy sẽ dạy mọi người theo từng dạng một. Mọi người chỉ thuộc hết tất cả các dạng đấy thôi. Sau rồi chúng ta sẽ viết y nguyên cái mẫu mà thầy cho ấy. Áp dụng y nguyên vào đấy là được điểm. Đó. Còn câu 54, khó nhất là 54. Thì 54 thì thầy cũng cho một cái lập dàn ý, vì mọi người cũng viết theo cái dàn ý xương xương đấy của thầy. Xong rồi chúng ta sẽ tùy theo tùy theo từng cái đề bài người ta cho ấy, và mình nghĩ ra nội dung và mình áp vào là xong. Đó. Thực ra mình Câu 54 bao nhiêu điểm thầy? câu 54 à 53 là 30 điểm. 54 50 điểm. Đó. Nếu mà viết không hay thì chắc 54 được 20 điểm. Ví dụ thế không thầy? Kiểu giống như kiểu văn của Việt Nam thôi. Bình thường môn viết là cái môn mà mọi người điểm thường là sẽ thấp nhất. Thì cái môn viết bình thường mà người ví dụ cấp 3, cấp 4 thì thường người ta cũng viết được tầm 40 điểm thôi. 40 điểm đến 50 điểm là cao rồi. Nếu cấp 5, cấp 6 thì thường 60, 70, 80 đó. Thì cố gắng thôi. Tại vì thực ra mọi người mới đầu mọi người nhìn thấy thầy vẽ ra giới thiệu về câu về phần viết thì nhìn thấy nó khó, nó hoang mang, nhưng thực ra phần viết là phần dễ, vì thầy thấy không đau đầu. Không đau đầu như nghe với viết đâu. À nghe với đọc đâu. Nghe với đọc nó rất là đau đầu, nhưng tự nhiên mà viết thì thấy nó rất là bình thường. Tại vì thực ra nó có mẫu sẵn hết rồi, xong rồi mình cứ áp theo, mình chỉ suy nghĩ một chút là mình áp theo thôi là ra vấn đề. Đó. Thì cứ viết theo mẫu của thầy kiểu gì cũng được 50 60 điểm, không phải lo. Còn muốn viết hay nữa thì phải có hoa văn, hoa mỹ các thứ, phải có sự logic, phải có lọc kia các thứ thì mới được 7 80 điểm. Giỏi văn. Thực ra thầy như thầy thầy cũng không giỏi văn đâu, nhưng mà cũng có thể là thầy đọc nhiều viết nhiều, ý là thầy dạy nhiều thì thầy cũng viết được 80, có đợt 8 mấy 3 điểm. Đấy, còn không bình thường thì nếu mà ai mà không học, không chú trọng vào vào học các mẫu câu các thứ thì nhiều viết được chỉ 60 70 là cùng thôi. Đó, kiểu viết theo cảm tính chỉ giống như thế thôi. Còn thầy thầy là học mẫu nhiều, thầy học luyện tập nhiều, dạy học sinh nhiều thì tự dưng nó lên. Thì đây, ở bên dưới hôm nay là cái tài liệu tôi gửi cho mọi người, chính là cái câu 54 à câu 51. Thì cái câu 51 này thì như lúc thầy giới thiệu đấy, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống. Thì khi điền vào chỗ trống đấy, chúng ta phải nghĩ ra được gì từ vựng và nghĩ ra ngữ pháp để đưa vào, đúng không? Thì ở đây thầy có liệt kê một một số những cái ngữ pháp, thì cái này cũng phải chiếm đến 90% cái ngữ pháp này nó thường xuất hiện ở câu 51. Thì chúng ta thầy liệt kê lại để chúng ta nhìn có cơ hội nhìn lại xem lại và hình dung ra được là nó sẽ xuất hiện những cái ngữ pháp nào. Đấy. Thì ta nhìn này, anh dự định các thứ này, mấy cái này biết hết rồi thì muốn làm gì đấy cũng biết rồi này, muốn thử làm gì, không thể làm gì này, không có khả năng làm gì. Thực ra hai cái này giống nhau thôi, thầy cho và nếu muốn biết, nếu bình thường thì chúng ta chỉ dùng là động từ ân trên su hoặc tả là được rồi. Ừ mẹ ảnh tên ta không được làm gì đấy này, không cần làm gì đấy này, đã từng chưa từng làm gì này.
hình như có vẻ có à, hình như là làm gì đấy này khó, có lẽ hình như khó có thể làm gì này đúng không, hoặc là hình như phải làm gì đấy này, có thể làm gì đấy, dở đen này, à, quyết định làm gì đấy này, nếu là ai thì ai ai cũng có thể làm gì đấy này, cảm ơn vì làm lý do này, xin lỗi vì đã làm gì đấy này, nhất định phải làm gì này, mong bạn làm gì đó cho này, thường cái câu là ao chu siki ba này này, mọi người nhớ câu này, cái thấy cái này dùng rất là nhiều nhé. Bình thường chúng ta hay có cấu trúc là động từ cộng với a o chu theo ấy đúng không, thì khi chúng ta yêu cầu ai đó làm cái gì ấy, thì chúng ta hay nói là làm gì cho nó để o chu theo ấy, sa chu theo, yêu kỳ án chu theo ấy, kiểu như thế. Thì khi những cái cấu trúc nào mà những cái bối cảnh nào mà mình nghĩ thành dùng câu cấu trúc ao của ao chu theo này, thì chúng ta chuyển hết sang ao chu siki paramita cho thầy không, tại vì cái câu 51 này nó đang là ở dạng đi trang trọng lịch sự, ở những cái dạng rất là và lịch sự ấy, vâng, nên chúng ta phải dùng ao chu seo vượt ao chu shiki dùng nhé, tức là nhé mọi người chú ý nhé, khi cái câu 51 nó điền, nó có hai chỗ điền đúng không, khi mà mình điền vào đấy không phải là mình phải điền đúng 100% người ta mới cho điểm, thì mỗi cái chỗ đây là được 5 điểm đúng không, thì ví dụ trong trường hợp đấy 5 điểm thầy điền cấu trúc là ao chu shiki paramita thì được 5 điểm, nhưng khi mọi người không biết cấu trúc này, mọi người điền cấu trúc là ao chu seo người ta vẫn cho điểm, người ta vẫn cho điểm, tại vì nhưng mà nó không được 5 điểm mà nó chỉ được 2 điểm, 3 điểm hoặc 4 điểm, thậm chí được 1 điểm chẳng hạn đấy, người ta sẽ chấm như thế nhé, chứ không phải là phải đúng hẳn người ta mới cho 5 điểm, không phải, có thể là hơi đúng một xíu hoặc là sai một xíu hoặc là như nào đấy, người ta vẫn cho điểm, người ta sẽ cho ít đi đúng không? Tiếp đây cũng thế, làm gì đó cho thì tốt này, làm gì đó tôi rất là cảm ơn này đó, chúc mừng bạn điều gì đó này, bạn sẽ làm gì cho tôi chứ, cái này mang tính hỏi ý kiến ai đó làm gì đó cho, đúng không, bạn sẽ làm này cho tôi chứ này, hoặc bạn có thể làm này cho tôi được không này, hoặc bạn làm gì dù bạn làm thế này cũng được chứ, dù làm thế này cũng được chứ đúng không, dù làm thế này cũng được chứ, nên làm như này thì tốt này, không nên làm như này thì tốt này, tôi mong bạn làm như này này, thật tốt vì đã làm này này, thật may vì đã làm như này này, thì chỉ cấu trúc này là chỉ đúng không, ngoài cái này ra là không làm gì cả cả đúng không, dễ làm gì khó làm gì này, phụ thuộc theo này, N2 phụ thuộc theo N1 này, bởi vì quê nham nham thì sẽ đi vị trí theo này, nhớ là nhớ cả cụm này nhá, xong rồi thì danh từ ê chuột thả tốt cho điều gì đấy này đó, hoặc là những cái câu gián tiếp, nhớ câu gián tiếp nhá, danh từ ở đâu đấy là câu trần thuật thì nghĩa là nói rằng là gián tiếp, thì danh từ ý đá qua mì đá, tính từ tạo qua mì đá, động từ ni ni tạo qua mì đá, còn câu mệnh lệnh cũng có ba dạng như này nhớ, nhưng mà bình thường cũng hay dùng dạng này thôi đúng không, câu thỉnh dụ đó, câu hỏi đó, câu tương lai đó, sau ngoài ra nó sẽ có những cái cấu trúc đứng giữa câu để kết nối giữa hai câu với nhau là vì nên này đó đúng không? Vì nên này, kỳ cho nên trước khi này, sau khi này, nhưng này, vì nên chỉ bối, nhưng chỉ bối cảnh này, nếu này, cho dù này, rằng là xem là này, để này, đi đâu để làm gì này, đấy toàn cái cấu trúc rất là đơn giản, mình đã biết chưa, biết rồi đúng không, cấu trúc là chưa biết đâu, thì về nhà mọi người chịu khó xem lại nhé, xem lại chi tiết các cấu trúc này, và đây nó chỉ có bao nhiêu cái thôi, năm mấy cái thôi, sáu mấy cái thôi đúng không, đó thì bây giờ nhớ những cấu trúc này, sau rồi bên dưới chúng ta làm, chúng ta sẽ sử dụng đây, bên dưới là các bộ đề luyện tập, đó thì thầy cũng sẽ nhấn mạnh luôn nhé, khi mà chúng ta làm cái bài này thì chúng ta cố gắng thực hiện theo các bước như sau của thầy để chúng ta không bị hoang mang, không biết bị bối rối nhé, thì đầu tiên chúng ta sẽ có bước 1, bước 1 chắc chắn là sẽ phải là đọc hiểu, phải đọc hiểu nhé, không đọc hiểu, không đọc hiểu là không điền được đâu nhé, đừng bảo là không bảo, đừng hỏi là thầy ơi không đọc hiểu có cách nào không đọc hiểu mà vẫn điền được không, chỉ cái đấy thì thầy không giúp được nhá, tại vì cái này nó yêu cầu chúng ta hiểu, hiểu mà phải hiểu sâu, hiểu chi tiết nhá, chứ không phải hiểu sơ sơ qua, nhiều khi hiểu sơ sơ qua điền nó không chuẩn đâu đó, nên là phải đọc hiểu. Bước thứ hai xong chúng ta phải là tìm từ vựng, tìm từ vựng để nhét vào, tìm từ vựng bằng cách nào thì chúng ta thường nhá, thường có hai cách, đầu tiên đó là gì, dựa vào bối cảnh, vào bối cảnh, từ dựa vào bối cảnh tức là như thế nào, mình đọc đến cái câu đấy, cái tự dưng nó rơi vào cái bối cảnh nào đấy thường mình hay gặp ở ngoài đời hay là nào đấy, tự dưng mình sẽ hình dung ra ngay đó, còn trong những cái trường hợp bối cảnh thực ra là rất là dễ đọc sát được, cảm nhận được bối cảnh ngay, còn trường tập thứ hai chúng ta sẽ dựa vào gì, dựa vào từ, từ đồng nghĩa trái nghĩa đúng không, ở trong bài từ đồng nghĩa trái nghĩa trong bài thì thấy rất là nhiều cái, tức là cái phần 51 52 này
thầy mọi người hay nói có một cái câu là gì, đáp án ở ngay trong bài, đáp án ngay trong bài, chúng ta cứ đọc kỹ, đọc kỹ trong câu trước câu sau thì chúng ta sẽ tìm ra được cái từ vựng mà chúng ta điền điền vào đấy, đúng không? Sau rồi tự tìm những từ đồng nghĩa trái nghĩa như thế nào, sau thầy đến cái bước đến đi thực hành thầy chỉ thôi. Nó có rất là nhiều nhé, họ chỉ bối cảnh đó, chúng ta có nhiều cách để chúng ta tìm ra được từ vựng nhé. Sau bước 3 chúng ta làm gì, kết hợp với ngữ pháp thôi, đúng không? Cái ngữ pháp thì nó chủ yếu là những cái ngữ pháp mà thầy vừa liệt kê ở trên như kiểu đó, chúng ta sẽ làm nhiều thì chúng ta sẽ hình dung ra được là sử dụng ngữ pháp nào ở trong bối cảnh này, đúng không? Bước 4 là bắt đầu đi hoàn thành thôi, hoàn thành đáp án thôi, tại vì có từ vựng có ngữ pháp rồi thì nó bắt đầu đi hoàn thành. Nhớ nhá, nhớ bốn bước này đi thầy, nó không quá khó đâu. Đây nào, bây giờ thầy đi làm thử cho một một bài nhé. Đây là đề thầy ghi số 9 90 Huê này, tức là cái lần thi thực tế của lần 90 vừa rồi đấy đó. Nó thì ở đây chúng ta có đề mục này, thì là nó đang hướng dẫn về những cái sự kiện, đồ ăn vặt trong cái kỳ thi cuối kỳ, tức là ở trong những cái bài như này thì chủ yếu là những bài thông báo này, những cái bài mail này, những cái bài hướng dẫn này, đấy thì thường là những cái bài bài viết về cái vấn đề đấy. Nhưng trong bài này nó đang là một cái bài hướng dẫn thông báo, đúng không? Hướng dẫn thông báo về cái sự kiện, thì sự kiện ăn đồ đồ ăn vặt của kỳ thi cuối kỳ. Nó bảo xin chào và đầu tiên đi đọc hiểu, đúng không? Tôi là Mai Cơn, hội trưởng, Huy Trang hội trưởng của hội du học sinh. Thì nó bảo là gì, cốt là sắp, vì kỳ thi cuối kỳ sắp bắt đầu rồi, đúng không? Thì nó bảo là gì, trong cái kỳ thi, trong thời gian thi thì ở tại cái hội du học sinh chúng tôi đã chuẩn bị cái gì, đã chuẩn bị đồ ăn vặt ngon dành cho các bạn đây, đúng không? Thì bây giờ nó bảo là Ilyushi là cái tiết 1, cái K1 đấy, từ 7 giờ sáng K1 gì gì đấy này, thì chúng tôi sẽ dự định làm gì đây này, dự định chia làm chia chia thì chia đồ ăn vặt ở trước thư viện, đúng không? Đó, từ 7 giờ sáng cái K1 gì gì đấy ở đây chưa biết này, chúng tôi sẽ chia đồ ăn vặt ở trước cổng thư viện này. Sau khi cái tiết 1 này kết thúc thì sẽ không thể nhận được nữa, cho nên trước khi đó cái gì đó đồ ăn vặt, tất cả đồ ăn vặt này đó, thì đầu tiên chúng ta có cái ký ốc này điền vào đây là cái gì đấy. Nếu thầy bạn đọc hiểu xong thì bây giờ đi tìm từ vựng, thì ở cái ký ốc này chúng ta nhé, khi mà chúng ta tìm từ vựng ở những cái chỗ trống như này thì đầu tiên mọi người cứ xét cho thầy cái cụm ở phía trước này trước rồi đã, đặc biệt là cái gì, cái danh từ đứng trước nó luôn này, và nó đang đi tiểu từ gì này này đó, đúng không? Đặc biệt là như thế nhá, mọi người xét cái cụm trước cơ thể. Thì đầu tiên Ilyushi, mọi người nhìn trong bài cái chỗ nào mà có Ilyushi nữa, đây ở đây có Ilyushi nữa, đúng không? Đó thì chúng ta xem những cái chỗ Ilyushi đang đi với động từ gì đó, và chúng ta sẽ móc nó lên đây xem có dùng được hay không, đúng không? Ilyushi ka shi sắc ta, thì ở trên chúng ta gì, Ilyushi ka đấy, tiểu từ giống nhau luôn này đó, thì chúng ta vẫn dùng các loại động từ ở đằng sau nó y nguyên được, thì chúng ta sẽ phải nghi ngờ đến cái si chắc tuê tả, đúng không? Xem có dùng được hay không. Si chắc tuê tả, si chắc tuê tả nó là từ đồng nghĩa, tức là ý thầy bảo là đồng nghĩa tức là gì, mình bê y nguyên được cái từ vựng ở dưới đấy lên trên đó, hoặc là trái nghĩa của chúng ta có từ kinh kinh Nào. na tả là kết thúc đó, thì chúng ta phải nghi ngờ xem là dùng si chắc tuê tả hay là kinh na tả ghép lên trên là được đó. Thì bây giờ chúng ta thử ghép xem dùng được từ nào thì chúng ta sẽ dùng, đúng không? Thì ở đây nó bảo là gì, từ 7 giờ sáng tiết 1 làm sao đấy, chúng tôi sẽ chia ở đây, lúc 7 giờ sáng chúng ta phải hình dung lúc 7 giờ sáng thì cái lúc đấy là mới sáng sớm ra, thì cái lúc đấy làm sao mà kết thúc tiết 1 được, đúng không? Thì chắc chắn chúng ta phải dùng từ bắt đầu, đúng không? Đó, dùng từ si chắc tuê tả, đúng không? Thì dùng si chắc tuê tả rồi thì bây giờ kết hợp với ngữ pháp gì ở đây để chúng ta có thể hoàn thành được câu. Si chắc tuê tả thì bây giờ dùng từ gì, nó bảo là cái gì đây, từ 7 giờ sáng tiết 1 bắt đầu cái gì đó, sau chúng tôi dự định sẽ phát cái thì đây khán xích đồ ăn vặt ở trước cái thư viện. Thì nói chung là rất là nhiều khi cái ngữ pháp ở cả bên dưới này nó cũng mang ý nghĩa là đồng nghĩa trái nghĩa ở trên nhá. Thì ở đây nó là gì, quên sau khi bắt đầu xong là không nhận được nữa, thì vậy thì chúng nó phải phát gì, phát trước khi bắt đầu, đúng không? Đó, sau bắt đầu gì, bắt đầu xong rồi là nó vào trong, bắt đầu rồi thì các bạn đang trong phòng thi rồi, làm sao mà phát đồ ăn vặt được nữa. Thì ở trên này nó phải là gì, si
Khi giác thuế khi trở này đúng không? Khi giác thuế khi trở này trước khi bắt đầu wow, chúng tôi dự định sẽ phát đấy. Đấy là những cái gợi ý ở trong bài đấy, có rất là nhiều cái gợi ý, nói chung là nhiều gợi ý lắm. Chúng ta cần phải gì, cần phải để ý, cần phải luyện tập nhiều để lấy kinh nghiệm và để ý thật kỹ, và chúng ta sẽ chỉ tìm được chọn được. Đó. Tiếp nào, tiếp với câu bên dưới chúng ta có cái từ gì, khăn xích. Là khăn xích đây, chúng ta cũng đi tìm xem là một càn xích này, hai càn xích này, thậm chí có những cái động từ nó không nhắc lại nhưng chúng ta vẫn thì vẫn ngầm hiểu nó là dùng cho cái từ khăn xích đúng không? Thì đầu tiên chúng ta là gì, khăn xích chuẩn bị, để chuẩn bị đồ ăn vặt này, sau chia đồ ăn vặt này, sau không nhận được này, thì không biết ở đây chúng ta sẽ dùng từ gì, chuẩn bị, chia hay là nhận, mọi người thử xem mình chọn được từ gì. Mọi người có thể lẩm bẩm lại cái câu cải câu đấy là gì, sau khi tiết một bắt đầu xong không nhận được, cho nên trước khi đó mong tất cả mọi người làm sao. Nhận đấy. Đúng rồi, đây nó đang có cái câu cảnh báo là gì, sau khi bắt đầu không nhận được thì bây giờ mọi người đến đây nhận hết đi đúng không, thì bạt tà đúng không, thì bạt tà thì bây giờ kết hợp với ngữ pháp gì, thì giúp thầy bạn là trong cái trường hợp này nó, mọi người thường mọi người hay nói trong trường hợp này, ví dụ mà sau khi bắt đầu xong không nhận được đâu, nên bây giờ trước khi đó mọi người làm sao, bình thường nếu mà nói câu theo dạng mệnh lệnh thì mọi người hãy đến đây nhận đi đúng không, hãy nhận nhận trước đi đúng không, đấy thì hãy nhận trước đi, lúc đấy thầy bảo là có cấu trúc là ư xe ô ấy, thường nếu mà nói đến hãy nhận trước đi thì mọi người phải nhớ ngay đến cấu trúc là ao chushi paramita. Thì ở đây chúng ta phải là pata chushi paramita, mong mọi người nhận cho tôi trước khi trước trước đó đúng không, đấy thì nó sẽ dùng được cấu trúc là chushi paramita, nó sẽ lịch sự hơn là cái câu mày mày đến hãy đến đây nhận đi đúng không. Đó hiểu không, hiểu chưa, dễ khó à. Hơi hiểu vậy. Ồ, trời ơi. Chung là cứ dần dần từ từ chúng ta làm nhiều, thực ra mấy cái này chúng ta phải có va chạm nhiều cơ, làm nhiều va chạm nhiều tự chúng ta sẽ vỡ ra nhá, tại vì cái văn này nhiều khi nó bỏ trống như thế, nhiều khi mình không có kinh nghiệm không làm mình không nghĩ ra, nhưng mà khi làm nhiều rồi mình chỉ đọc sơ qua cái là mình đã biết rằng là à, ở đây nó điền cái gì rồi, nó đang theo, nó định theo văn kiểu gì rồi, nó hiểu vậy ngay, là cứ làm nhiều và tự dưng nó khác các biết. Tiếp câu tiếp theo, bây giờ thầy sẽ phân cho từng người một ngồi, trước tiên là mọi người dịch ngồi dịch cho 5 phút, cái bình thường nếu mà làm ra thì cái này chỉ được phép làm 5 phút thôi, một câu này được 5 phút thôi không được nhiều đâu. Cái này là hương lớn này, hương câu 2 là hương lớn nhá, cứ tìm đi xong rồi cứ đọc, trước tiên là đọc hiểu trước, sau thử thử tìm từ vựng, thử tìm ngữ pháp điền xem như nào, không được thì thầy sẽ trợ giúp. Hương bé câu 3, tiếp hương à quên, mi mi câu 4 đấy, thầy cho 5 phút nhá, ngồi thử dịch và đấy xem trong buổi sau mọi người chuẩn bị ở nhà rồi chúng ta sẽ làm sẽ nhanh nào, giờ sách từ điển các từ từ tự làm tự ngồi tự nghĩ 5 phút xem nào để có ra cái gì không. Thầy ơi, đây là điền điền một một từ đúng không thầy? Điền một từ là như nào? Ý là cái đấy có thể điền dài, điền một câu hay điền một từ? Thường ở cái chỗ này cùng lắm là một cùng lắm là một danh từ và một động từ thôi, chứ không 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 mấy đâu nhá, không đến hẳn một câu đâu nhá. Ví dụ như ở câu trên có thể là một cái động từ đúng không? Cùng lắm nó sẽ thêm một danh từ phía trước là thôi. Đó. Không đến nỗi là cả một câu đâu. Nhưng ngày xưa là phải điền cả một câu đấy, nhưng mà bây giờ người ta rút ngắn lại phải điền thì phải. Thế là ngày xưa khó hơn bây giờ thầy. Ngày xưa khi những cái đề mà mới ra người ta cái lúc đầu mà là mới sang đề mới này này khó hơn. Em thấy ngày xưa hình như thi là
thi đề khác ấy. Không Không được biết thể đạt mọi những thời thời đời đầu mà chuyển sang đề này cơ. Chứ còn nếu mà nói về cái đề của ngày xưa nó lại khác. Tại cái thời đấy thầy cũng như thi của cái đề cũ của ngày xưa ấy, nhưng mà nó khác, nó có tận 4 kỹ năng. Vâng, cái thời đấy tiếng Hàn của thầy cũng đang ở cái dạng giống như bọn em.
Xong chưa? Mấy đứa? Chưa nghĩ ra được cái gì thầy ơi. Dịch xong chưa? Xong rồi ạ. Em mới làm đến câu của chị Hương. Thầy chia ra mà. Đâu chưa ai làm câu của người đấy mà. À vậy ạ. Thế Em cứ bây giờ tưởng là làm thầy Hương. Thầy ghi chị Hương lớn đến gì sao. em cứ tưởng là chia ra xong rồi mỗi người trả lời một câu. thì chia ra mỗi người làm câu mà, xong rồi tập trung mỗi người làm một câu mất trong vòng 5 phút, xong rồi thầy gọi theo tên đây. Nào Phương Dương, nào Phương lớn, nào tập trung, nào Phương lớn, bài 2. À, xin chào gì đây, tỉnh từ đâu? Dịch Phương lớn, dịch từ đâu đâu dịch từ dịch từ đâu? Đây, TK, đâu IK đây. dịch ca đấy Thân T là gì? một một cái Có một cái trong có số hai. một cái trong số hai Máy cái vạch mà đang ở đang ở ký ký túc xá nữ nữ thì nó bị hỏng ạ. bị hỏng, tức là có hai cái máy giặt, một cái đang bị hỏng đúng không? Rồi tiếp, lần này Lần này lần này là gì? Cô Chin Chi, ý là đã sửa sửa đã sửa đã sửa máy sửa giặt máy này chưa được chưa một được một tuần tuần chưa mà được nó một lại tuần lại hỏng thêm học tiếp. Và rồi cái gì đây, chỉ một cái gì này, và cái chỉ một chỉ cái gì đấy lên cái quá máy giặt lên ngoài à bất nên quá là bất bất rất tiện. bất tiện rất bất tiện Sau tiếp, cơ hội lần này ý văn cơ hội lần kỳ này. cái gì đó mới, thế thắc ký cái gì đó mới, Máy máy giặt, giặt cũ đó, máy giặt cũ, cũ, máy giặt hỏng, nhờ các máy bạn giặt học, đó. Bây giờ các tóm lại, bạn học. trong ký túc có hai cái máy giặt, một cái bị hỏng, bây giờ sửa một tuần rồi lại hỏng tiếp đó. Và bây giờ ở đây cái chỗ này này mình sẽ phải điền cái gì ở đây, là phải đường ở giữa câu nhé.
phải kết nối giữa hai vế với nhau, thì một cái vế đằng sau nó là quá bất tiện thì chắc chắn nó phải quá bất tiện, nên là nó là vì kết quả rồi đúng không? À, làm cho bất tiện thì bây giờ ở trên là cái gì đây, một cái gì đây, động từ đây là gì? Cái này chúng ta sẽ không dựa theo cái đồng nghĩa sai nghĩa mà là chúng ta dựa theo bối cảnh đúng không? Cái này phải dựa theo bối cảnh nhé. À, thầy bảo rồi, một là dựa theo bối cảnh, hai là đồng nghĩa sai nghĩa đúng không? Thì cái này dựa theo bối cảnh thì đầu đấy thầy phân tích là ở đằng sau là kết quả này, ở trên là bậc kê. Em nghĩ nhìn đến cái bậc kê này em phải nhớ đến cái động từ gì, à em nhớ đến ngữ pháp gì? Thì cái gì đúng chỉ À, thật kê thì đằng sau nó phải là một cái động từ phủ phủ định, à một cái động từ phủ định đúng không? Thì bây giờ xong rồi bắt đầu thì à, lại bộ động từ phủ định xong rồi bây giờ phải kết hợp cái gì để dẫn đến kết quả đây, nó mua phủ cho tham tạp quá là bất tiện, thì thường kết hợp cấu trúc gì thì nó mới khiến đến bất tiện. À, cấu trúc gì bất tiện đây? A à, o gió vì nên ý. nên Nhân kết quả đây đúng không? À, do một cái hành động phủ định cái gì đằng trước đấy nó mới dẫn đến cái gì bất tiện đúng không? Bất tiện thì chắc chắn phải có cái gì lý do gì trước gần mới tiện chứ đúng không? Vì làm sao đấy mới dẫn đến bất tiện. Thì bây giờ cái mà em vì cái mà em cần xem đây chính là mỗi là cái động từ phủ định thôi đúng không? không thể sử dụng à? Đúng rồi. À, ý là chỉ sử dụng được một cái, có hai cái mà bây giờ chỉ dùng dùng được một cái thôi đúng không? Đó à. Thì chúng ta sẽ ấy thấy như nào, à, ở kia là gì, hăn te bạc kê rồi sử dụng là gì, ta ta Ai à, bây giờ không thể chỉ một vô thể so đúng không, sai không, chỉ một thể so, hoặc là trong trường hợp này nó là nơi công cộng thì mình sẽ dùng ý ông hay chỉ một thể so được không? Đó vì không thể sử dụng, à, vì ngoài một cái ta không sử dụng được hoặc là chỉ sử dụng được một cái thôi nên rất là bất tiện. Xong rồi vậy thì cơ hội lần này cái gì đó mới, máy bị hỏng thay thế á. rồi thay mới nó đi, vâng thay mới cái máy bị hỏng đấy đi, thay thì em dùng từ gì à, thay đổi ấy. À, học phương tà đúng. Cái này hại cái câu này là cái câu phải dùng bối cảnh chứ không dùng đồng nghĩa sai nghĩa được. À, thì chúng ta phải ví à, dịch là thế này tôi là gì hà cua gì nó giống giống như kiểu ở trên ấy, thầy bảo là vì cái này là nếu mà em có ra lệnh trực tiếp được không, không Không ạ. ra lệnh trực tiếp thì em phải làm gì, thể hiện là sự mong muốn đúng không, mong bạn gì đổi cho chúng tôi cái nhân cơ hội lần này thì mong đổi cho cái mới đúng không, thì là gì hà cua Suzuki hà. Aramita. Hoặc là trong trường hợp em đưa ra cái mong muốn của em cũng được, em ghi là phá vua chu chi nho chu kết gì là cũng được, à nếu đổi cho chúng tôi cái mới luôn thì tốt đó cũng được nhé, à, có thể dùng dùng hai cái này được nhé đó, thế thôi có gì đâu từng Thế ừ? thì cái ở trên ấy là hay là sa dông Hansu ọp so so đúng không? Cũng được, tại vì thực ra cái su hợp so so với chi một thể so thì nó có một cái điểm khác biệt là gì, là cái chi một thể so vì một lý do nào đó đúng không mà mình không thể thực hiện hành động đó được, còn cái han su hợp so so là bản thân chúng ta không đủ khả năng để thực hiện hành động đó đúng không, thì trong trường hợp này là do làm sao, do bị hỏng nên mình mới chỉ dùng một cái thôi đúng không, đây thầy mình dùng chỉ một thể so, còn trường hợp em dùng han su hợp so so là vẫn được nhưng mà cũng không biết là có được điểm tối đa hay không thì thầy cũng biết, nhưng mà thầy nghĩ cũng nếu mà nó, tại vì thực ra nhiều khi chúng ta dùng lẫn lộn với nhau này nó cũng không vấn đề gì cả, nhưng mà nếu mà để người ta xét kỹ ra thì cũng có thể người ta sẽ trừ một điểm về cái việc đấy, thì người ta sẽ cho 4 điểm chứ không được, không được à, không được hẳn à, mấy điểm nhỉ? Không được hẳn 5 điểm đó à. Thế thực ra nó có chỉ còn cái điểm khác nữa thôi, còn đâu thì nó cũng giống nhau mà. Rồi tiếp theo của Hương bé, ừ, Hương bé thì đấy dạo gần đây Dạo gần đây thì cái cái laptop của laptop của tôi thì liên tục liên tục lạ bất thường đúng không, liên bất tục lạ thường, cái màn hình nó cứ tối dần, và thỉnh thoảng là màn hình cứ ý là nó thường cái từ xà khu là thường xuyên nhé, màn hình thường xuyên trở lên tối này và thi thoảng cái gì âm thanh hoàn toàn gì gì đấy này biết này, vì vậy vì vậy mà hôm hôm nay nay tôi đã đến tôi đã đến
trung tâm dịch vụ. Vì vậy hôm nay tôi đã đến cái trung tâm dịch vụ. Thế nhưng cái ông à, và tôi được Kim Choi à, Kim Min Choi Ki Sa Nim à, được ai đây? Được cái ông Kim À. Min-choi sửa cho Được sửa ông con ông đi à, ông đã dịch dưới ông bảo là ông à, được ông giải thích cho một cách gì ông giải sân thích cho mình à, một cách thân sân thiện rằng là thân sẽ thiện gì sẽ rằng là sẽ sửa cho à, cái sửa laptop cho ngay đúng không laptop này à, và rồi cái gì đây à, thật sự thật thì sự thật là gì chê nốt cái sự thật là cái máy tính của tôi nó đúng đã rất là cũ rồi à, và hơi nó cũ, hơi cũ, nó hơi cũ à, và cái gì đó cũng khoảng được năm, hình như 5 năm. cũng được 5 năm rồi đúng không à, và rồi gì đây à, thì từ dưới luôn tôi cảm ơn ông à, Cảm ơn nữa. ông kỹ thuật Kim Min Jong đúng không, ông kỹ thuật Min Jong mà đã gì Sửa máy tính. à, đã sửa máy tính cũ kỹ này cho tôi. Ồ, cái này cũng dựa đọc phát thể cũng hình dung ra được là nó dựa theo bối và nó dựa theo bối cảnh đấy. Ở đây chúng ta gì Sorry ca chắn nho, chúng ta sẽ chú ý nhé, một số những cái danh từ nó chỉ đi với một số những cái động từ thôi, lên cái từ Sorry này này, Sorry là gì, âm thanh âm thanh thì thường là âm thanh thì chúng ta là ô tả này đúng không, xuất hiện âm thanh hoặc là sinh chi tà cũng được, hoặc là ịt tà ọc tà cũng được này, có hoặc không có. Tại vì tại sao lại dùng những cái động từ như này, tại vì ở đây nó có cái gì đây, ika, nhớ nhá, cái tiểu từ mà đứng của cái chỗ mà danh từ đứng, cái tiểu từ đi cùng với danh từ cực kỳ quan trọng luôn, phải chú ý nhá, tại vì là chúng ta chú ý nhá, cái danh và vì cái động ở cái tiểu từ ika này nó chỉ đằng sau nó chỉ đi với cái động từ hay là tính từ gì biết không, nếu là danh từ mà đi với ika như này thì đằng sau của nó chủ yếu là gì, tân ngữ à quên, thì tính từ là một này à, động từ nhưng phải động từ bị động nhé, khi tông xa nhé đó, hoặc là đi với một số những động từ như là ịt tà đúng không, hoặc là ọc tà thôi đúng không, có không có đó, chúng ta chỉ đi với một số những động từ và tính từ bị động và ịt ọc tà như thế thôi. Chờ. Thì ở đây thì sorika thì ở đây thì chúng ta nào ô tà này cũng là động từ liên quan đến là bản thân nó tự xuất hiện đấy, sinh khi tà bản thân tự xuất hiện đúng không, ịt ọc tà như thế, hoặc là nó đi với từ đi tà nghe thấy nghe được đúng không à, cái âm thanh đấy được nghe thấy đúng không? Vậy nó chỉ đi một vài số động từ như này thôi. Với lại ở đây chúng ta nhìn thấy nó có cái gì? Chó nhỏ là cái gì? Hoàn toàn. À hoàn toàn, nhớ là phải hoàn toàn không, tại vì làm sao? Đằng sau cái chó nhỏ này nó sẽ chỉ đi với động từ gì? Phủ định. À đúng rồi, phủ định, hoàn toàn không cái gì đấy, đúng không? Ừ. Đấy, thì bây giờ một số những cái động từ này nó đi theo về cái số đi này. Vậy với lại kết hợp đằng sau là động từ phải phủ định, tại vì có chó nhỏ. Thì lúc đấy thì em sẽ kết hợp như thế nào, tức là thầy ở đây nào tả sinh khi tả ít tọc tả thì ly tả mấy động từ này đều có thể sử dụng ở trong cái này được hết đúng không. Ừ. Thì nó dùng nào ô tả cũng được, là nào ô tả đây là thì nào ô, vậy ta sử dụng nói như là hoàn toàn gì, khi tả hoàn toàn nào ô tả đây mang ý là xuất hiện có đúng không, thì ở đây là hoàn toàn không ra tiếng, hoàn toàn không có tiếng, không xuất hiện tiếng đúng không, thì mình sẽ nói như nào, điền như nào, nào ô hoặc là Nào nếu chung chỉ cần đấy thôi, án là ăn nào án nào á làm à, xin án nào á, nó không có tiếng gì cả, không xuất hiện tiếng gì hết đúng không, hoàn toàn không xuất hiện tiếng, không có tiếng. Tiếp bên dưới dễ quá rồi, cũng bối cảnh nhìn phát ra luôn, ở cái câu phía trước nó bảo là cái gì, thực sự thật là laptop của tôi cũng hình như là cũng cũ lắm rồi. Đấy, sau nó giải thích thêm cũ cũ là cũ bao lâu đúng không? Là nó cũ khoảng bao nhiêu đây? 5 năm. 5 năm. Ừ. Đó. Thì em dùng ở đây động từ em dùng động từ gì? Cái gì 5 năm? Em dùng sa dông han chi. Đúng rồi, sa yông ha tà hoặc là sa tà đều được, mua được 5 năm hoặc là gì sử dụng được 5 năm đều được đúng không? Thì ở đây ở đằng sau chúng ta có mốc thời gian à, có cái thời gian là được 5 năm, thì khi mà được 5 năm như thế thì trong đầu mình cũng phải nhớ là cái cấu trúc là ấn hiền chi sau rồi cộng với một cái gì thời gian đúng không, sau cộng với một cái động từ thế thế ta làm gì đó được bao lâu đúng không, thì ở đây chúng ta sử dụng được bao lâu đó, thì em dùng là gì, sayong han
Thì đó, như thế được 5 điểm rồi đây, được 5 điểm rồi ví. Đúng không? Đó, nó đơn giản như thế còn gì. Thực ra những cái bối cảnh này còn dễ hơn là những cái đồng nghĩa trái nghĩa thôi. Tiếp theo Từ 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 của từ thầy ơi. Hàn chi tôi ạ. cái này chúng ta phải chú ý đến những cái thành phần đấy, thành phần câu chứ nhiều lắm, để chúng ta biết đây cũng là một cách để luyện tập lại cái cách viết của mình. Sau mình viết mình sẽ chú ý đến những cái thành phần này, viết cho nó chuẩn. Mi nào mi à. Hóa trang nghi xưa trưởng phòng, tôi là Michael. ai cổ đây à, vì tí vì tôi nộp cô ô tả. Cô phải sao? Bình thường mình hay có cái câu nào nộp cô ô tả hoặc là nộp cô ca tả hoặc là để tôi nộp cô nộp cô này đi tả thì cái từ nộp cô ô tả nộp nộp cô ca tả tức là mình bỏ để ở một Bỏ điểm nào đó, thì đằng trước đó là một cái danh từ ê đúng không, tức là mình sẽ để vào để lại ở đâu đấy, tức là để ở nhà, để ở trường, để ở đâu đấy, tức là nó hay gì là bỏ quên, để quên đấy. Cái cho nên cái gì là để quên ở một địa điểm nào đó đúng không. Còn cái nộp cô né đi tà thường ở trước nó cũng đằng trước nó cũng là một cái danh từ cộng với ê, nhưng thường nó hay để quên là gì, để quên ở đâu, tại vì cái từ né đi tà là xuống, tôi để rồi xuống đúng không, thì thường nó hay để để quên ở ở trên bàn. không trên tàu xe, Trên tàu trên tàu xe tức là để á. trên tàu hoặc trên xe buýt hoặc ở đâu đấy. Đấy, ôi chết, tôi để quên ở trên tàu rồi tôi xuống đúng không, tôi để trên đó rồi xuống mà nè đi tạm để lên trên bàn rồi đi xuống, từ trên bàn xuống à. Đó, thường là cái chỗ này là tàu xe, còn cái kia là để quên ở ở một địa điểm nào đó, nhà trường lớp học hay vân vân đúng không, còn là cái riêng cái này là tàu xe nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là gì, tôi để quên ở nhà cái gì đấy, vi trả điều. Tài liệu họp. Tôi để quên ở nhà cái tiện tài liệu họp cho nên tôi cũng đang tí thả si ra sáng nhưng mình đã Quay về một lần nữa. cho nên tôi cũng đang quay về đúng không, nên cho nên tôi cũng đang quay về và để mà đến được thì thế này Để mà đến được cuộc họp để đến thì cuộc sẽ họp mất thì chắc là à ma nhé, chắc là thời gian chắc cái là gì đó thêm thêm khoảng 30 10 phút. phút. Trước tiên các bạn cứ gì Pihako Kishimyon, trước tiên các bạn cứ gì cứ họp đi đã, tôi sẽ gì Đến 30 nhanh. tôi sẽ đến nhanh Đến thôi, cho dù có muộn đi nữa thì cái gì đó cuộc họp gì gì đó tôi có thể tổ chức hay suy gì đã, tôi có thể để tôi có thể đến cuộc họp. tôi có thể để đến cái gì gì đó cuộc họp cho nên chưa biết thực sự là gì chẳng may Lỗi. không, xin lỗi vì tôi không Xin thể tuân thủ được thời gian đó. Ở đây cái bài này chúng ta sẽ dựa theo đồng nghĩa trái nghĩa được không, hay là dựa theo bối cảnh, cái câu trên này này, cái câu trên này dựa theo bối cảnh này, chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái gì si can thì chắc chắn nó đi với động từ gì, si can đi thời với gian. lại si can ni này, ý À, để nhớ nhá, nếu si can mà dùng ân rân thì chúng ta lại phải nghĩ cái động từ khác, nhưng mà si can dùng y ca ấy thì chúng ta chỉ có một cái động từ gì thì đi kèm thôi. tốn à, còn đi Đúng phải. rồi, hay đi với còn ly tả đúng không, nhớ nhá, những cái động từ mà những cái danh từ, một số những cái danh từ mà cứ đi với y ca là phải nhớ ngay đến những cái động từ nó hay đi cùng là còn ly tả đúng không, mất thêm đúng không, thời gian thì sẽ mất thêm khoảng 30 phút đúng không. Thế vậy cái Vâng. từ ama, em phải để ý luôn, cái từ ama này nó là để gợi ý cho cái công thức đấy đúng không. Cái ama đây là gì, có lẽ thì mang tính nghĩa là gì, có lẽ phỏng đoán các thứ đấy, thì ở đây chúng ta có cấu trúc là mang tính có lẽ nào, cấu trúc Có lẽ có lẽ có vẻ hình như là thứ đấy, cấu trúc đấy là gì, cái ama nó sẽ hay đi với những cái cấu trúc đấy, tại vì còn còn nó cật bản chất thờ có cật cả đúng không. Thì vậy collie cộng với katha thì biến thành gì, còn đi còn còn à, xưng còn cật xưng gì ta. đúng rồi đó. Để mà đến được thì chắc là phải mất thêm 30 phút rồi đấy đúng không. Sau bên dưới nó bảo nếu như gì đây này, các bạn cứ họp trước đi, nó sẽ đến đấy cho dù muộn cũng gì
có thể đến cái gì cuộc họp ở phía trên nó cũng giải thích cho là gì đây này, cứ họp trước đi đúng không, tôi sẽ đi đến nhanh thôi. Thế là cho dù có muộn đi nữa thì cái gì đó nó vẫn có thể đến cái gì cuộc họp IK. Cái này cũng phải dùng bối cảnh này. Cho dù đến muộn thì Cái câu ở trên đó là câu gợi ý, mày học trước đi, ta sẽ đến thôi. Thế bây giờ bên dưới nó bảo ta có thể đến thì trước trước gì? trước khi Trước. kết thúc, khi kết thúc Đúng rồi, trước khi kết thúc thì trên nó bảo mày học đi. Trước khi kết thúc ta sẽ đến được đến đấy, đúng không? Dù có muộn thì trước khi nó kết thúc ta cũng vẫn đến được nó. Thì ở đây chúng ta phải đi dùng cái từ gì? Cái kết thúc là gì? Cân cân na nặng khi cân trở nên, đúng không? Đó. Cân nặng na khi trở nên, dù có muộn ta cũng có thể đến trước khi nó kết thúc. nặng khi tròn đây ạ. Cậu mình khi trở nên là trước khi mình, đúng không? Đó. Được, hiểu chưa? Tiếp tục. Thật sự nào khó quá, em càng thấy em ngu tiếng Hàn đấy. Ai cũng thế, ai cũng có nên cái câu như bọn em ấy. Đau khổ. Nặng hơn lớn một câu để vương bé của sáu mi câu bảy, Kinh khủng. nhưng mà em sẽ vượt qua giai đoạn này, em lại sẽ thấy tiếng Hàn siêu dễ, dễ hơn so với tất cả các loại tiếng khác. Ít nhất thì chữ nó còn dễ viết đấy. Sẽ ăn tiếng Trung là cái chắc. Nhưng mà em lại không nói tiếng Hàn thì ạ. À? Đây là em chưa đủ, em chưa gọi là chưa đủ đô để em chưa đủ gọi là luyện tập nhiều để em nói được. Em bây giờ đang ở trong một cái trạng thái là biết chữ tiếng Hàn nhưng mà không nói được tiếng Hàn, mù chữ tiếng Anh nhưng mà lại nói được tiếng Anh. Ủa, sao mà mù được tiếng Anh chị? Sao còn Có nói nghĩa được là vài level? chị nói được tiếng Anh nhưng mà chị biết tiếng Anh nó hay bị sai chính tả, là mù Đúng chữ không phải rồi, thầy cũng là. đang bị như thế nên tiếng Anh bây giờ thầy cứ bắn thôi chứ bảo viết ra nhiều khi lại sẽ Đúng bị rồi, có nhiều em từ cứ sai, với lại dùng thì dùng thời các thứ loạn hết cả lên đấy thầy. Ví dụ bây giờ bảo dùng dùng sẽ thì thầy chỉ biết là dùng từ will thôi, xong rồi bắt đầu là đã thì nhiều thầy không cho ed gì đâu, thầy chỉ nói là already các thứ kiểu là một cái đúng nó rồi, thầy thầy cứ cho mình kiểu nhiều khi mình cứ bị loạn cái thì này với cái thì kia ấy, nhưng mà nói người ta vẫn hiểu. ví dụ như bảo cái gì mà have a pin you live in Việt Nam các thứ kiểu thầy cháu dùng như thế luôn. Thầy kiểu nói chuyện kiểu ghép ghép chữ, kiểu mày đến Việt Nam được bao lâu rồi, thì sau thầy cũng chỉ nó how long thì are you Have you come kiểu thế, không bao giờ cứ gù view pin các thứ kiểu không bao giờ dùng cái đấy đâu, thầy chả bao giờ dùng cả. Dùng kiểu nói cho nhanh cho nó hiểu thế là xong hết, chứ chả bao giờ dùng thì rồi thế. Bảo tôi tạm mà quá khứ thầy thành already, hoặc khi làm ví dụ như căm thì biến thành kem, hoặc là cái từ gì mà xây thép cái gì đấy, những cái từ mà nhớ nhớ thì nói thôi chứ không bình thường cứ already hết. Từ là cái tay hiểu là đã mà kiểu thế. Xong rồi sẽ thì cứ will đấy là xong, không không có nhiều loại sẽ các thứ kiểu dự định vớt bản linh tinh người đấy kiểu như thế là cứ nói được hết. Còn còn tiếng Hàn nhá, tiếng Hàn nó có một cái đặc điểm là mọi người phải học đủ cấp thì nó mới nói được, chứ còn nếu bảo học hết sơ một sơ hai sơ sơ qua là nói là cũng không nói được mấy đâu. Nhưng mà nếu mà ai có năng khiếu ngôn ngữ thì học hết sơ cấp một sơ hai là cứ chém chém là cũng ra vấn đề đấy, nên thường là mọi người không nói được, thường nhiều khi cấp ba bốn năm sáu cũng không nói được đấy đâu, không mấy. Nhưng mà sau rồi nhưng mà phải có môi trường mọi người mới nói được. Có môi trường yêu em người Hàn Quốc mà em cũng không nói được luôn. Đấy là em không Vãi chị, là em không chịu người nói yêu người Hàn mà không nói chuyện thế thì nói kiểu gì? nói chuyện tiếng Anh. đấy đấy tại vì em cứ bị cái kiểu là nói tiếng Anh đấy, chứ bình thường em cứ tự tin em nói tiếng Hàn thì đừng nói tiếng Anh nữa, cứ nói tiếng Hàn đi, dần dần một một thời điểm nào đó em sẽ nói được. Đấy là em Em có nhiều người Hàn 2 năm rồi mà em vẫn không nói được tiếng Hàn. cứ ôi thấy mà có người Quá. người Hàn 2 năm thầy nói tiếng Hàn như người Hàn luôn. Nói tiếng Hàn. Trời ơi. Và lên cái trình này rồi mà lại còn sợ không nói với người Hàn, mà trong khi đó là mình lại có môi trường như thế. Thế bạn của em bảo là chị ơi em thề với chị, em nghe chị nói chuyện tiếng Hàn mà em không nghĩ là chị đang học Topic 2 đâu, em nghĩ là chị chỉ mới đang học bằng chữ cái thôi. Bình thường không bình thường, nhưng thầy thấy ai mà yêu người Hàn thì thường là cái ngữ điệu và cái phát âm nó vượt trội hẳn hơn so với người bình thường.
nhưng mà của Hương thầy cũng không nghĩ rằng là Hương yêu người Hàn thật, tại vì giọng nó vẫn y nguyên như người mới học kiểu như thế. Ồ. Nhưng mà kiểu ví dụ như các bạn mà yêu mà các bạn ở cùng nhau hàng ngày ấy, thì khác, em thì thi thoảng mới gặp thôi. Thì thoảng mới gặp nhưng mà Ngày cũng tin hay là gì các thứ thì nó cũng phải ở. nào cũng FaceTime 2 3 tiếng nhưng mà cũng không. Thế thì cái lạ lùng, thật lạ, thế là đang vấn đề ở em chứ không phải vấn đề ở chỗ khác. Cố lên cải thiện nó lên, nói chung là học về lâu về dài thì nó cũng sẽ lên thôi, nhưng mà nó không nhanh nếu mà mình không chịu đầu tư hẳn. Em ghét học tiếng ngoại ngữ ở chỗ là cứ phải dùng rất nhiều thời gian thì nó mới giỏi lên đấy. Mọi người cứ cứ nói thế, chứ nếu mà mọi người thấy theo kiểu học là học ngoại ngữ là vui là thú vị ấy, thì thầy thấy nói học đến đâu nói đến đấy là chuyện bình thường. Riêng tại vì tiếng Trung thầy không có môi trường, chứ còn nếu tiếng Trung mà cho thầy mà vào cái môi trường nào đấy thì thầy chỉ cần cứ tiếp xúc vài 1 2 tháng 3 tháng thì là thầy lại nói vèo vèo ngay, thầy tự tin như thế luôn. Ngay cả cái tiếng Anh này cũng thế, chẳng qua là thầy bình thường thầy không có cơ hội tiếp xúc, nhưng mà khi mà bây giờ trung tâm thầy có dạy tiếng Anh xong thì thầy phải trợ giảng cho các thầy đấy để dạy bọn trẻ con ấy. Tất nhiều lúc thầy nói chung là tại vì cũng một phần là mình tự tin có thừa kiểu vậy. Cho nên là không sợ bố con, không không sợ bố con đằng nào hết, thấy môi trường là làm, thấy việc là làm kiểu như thế. Nhưng nhiều nhiều lúc thầy bảo là thầy nói cái gì thầy cũng chả nghe được, cả thầy thầy cô đấy nói cái gì thầy vẫn hiểu người ta nói cái gì. Kiểu tiếng Anh của thầy là ở cái kiểu dạng như thế. Nhiều lúc thầy không nghe được cái câu câu chữ mà người ta nói đâu, không nghe được hết đâu, hoặc là chỉ nghe lốm đốm, hoặc là chỉ nghe kiểu nhìn biểu cảm các thứ thứ thầy hiểu hết, thầy kiểu thế. Thế là cứ nói chuyện cái kiểu bồi 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 nhưng không vẫn nói được hết. quan trọng Alo? quan quan trọng cái tự tin đó, Alo? không biết từ nào thì tra từ vựng nói, tra từ điển nói, lại nói được tiếp. Thầy cứ nói chuyện tiếng Anh cứ nghĩ từ nào không nhớ phát lại thầy lại đợi cái tra được từ từ mới thầy lại bắt tiếp, cái kiểu thế. Nhiều lúc thầy là hay bị như thế, từ mới nó không nhớ, Đơn giúp của em là đơn gì chị? từ mới không nhớ và không biết phát âm từ mới đấy là gì ấy. Kiểu Thế bây giờ thầy chị hay qua nghe đi. các Google Học thế nhanh hơn thế ạ? Học ờ, bình thì thường lâu lắm. đúng cái lúc mà thầy học theo kiểu mà như vậy là thầy tra từ nào là xong thầy nhớ từ đấy luôn nhé, tra xong nói xong là thầy nhớ từ đấy luôn. Nên là thầy cái tiếng Anh mà thầy mở ra thầy bảo lỗ thầy cũng mở. Lỗ thầy cũng mở là một phần là để thầy rèn luyện lại tiếng Anh đấy, tại vì tiếng Anh bây giờ thầy đọc văn bản hầu như thầy hiểu hết, nhưng mà để mà nói ra thầy không nói được. Với lại căn bản là thầy từ cái trước cái thầy không có phát âm những cái từ đấy bao giờ, thầy chỉ nhìn bằng mắt và thầy để làm tài liệu để đọc để hiểu thôi, nên là thầy có nhiều từ thầy không biết phát âm luôn. Nhưng mà xong rồi thông qua cái việc mà trợ giảng cho mấy cái ở thầy nước ngoài đấy là tự dưng nhiều từ thầy biết phát âm lại rồi. Nào thôi học đi, làm cho 5 phút lấy giờ buôn hơi nhiều đấy nào. Bây giờ là 58 đến 59 60 rồi đến 3 giờ, cho 3 giờ 5 phút đi. Đổi đổi là cái gì đó à.
Thầy ơi, đổi sang thì cũng dùng là parkour hay là còn Ừ, gì? học tu tài.
Chưa, mới đi chưa? Chữa rồi thì phải, em chả biết nhét cái gì cả. Nào, không lớn nào, dịch đầu tiên dịch cho thầy. Vâng, dịch từ đầu à, chế mốc. À, dịch là đề mục là gửi giáo viên thương nhớ đúng không? Xin Xin thương chào, xin chào thầy, thời gian quá thầy gì đấy. thời gian qua thầy đã trải qua cái gì, trải qua tốt chứ À, thầy sống khỏe không là được đúng không? thầy không, Qua thầy khỏe không? Xin lỗi gì gì đấy, thường rồi liên lạc. xuyên liên lạc Vào thứ tư tuần tuần thứ tư tuần sau sau thì em sẽ đi đâu? mình Đi sẽ đi chúng công ta tác đến đâu đó sâu hơn đúng không? nữa. À, vì chiều ngày đó, chiều Chiều đó ngày thì em định đi đi gặp về tại đi địa gặp thầy, nhưng không biết thầy, là gì không biết là thầy có thầy có thời gian thầy không, có thời gian không, lâu lắm rồi nên nhất định gì là đấy, ngày nhất nào định nhất cái định gì đó thầy. À, đợi thì đợi câu trả lời của đợi câu trả lời của thầy. thầy. Cái này dễ mà. Đây, xin lỗi làm sao? Đợt trước Không thể liên lạc. đúng rồi. Kỷ, Nhưng mà dùng câu không không thể liên lạc. Hai su, hai su op op là ông mi tả đây là chấm, nó có hết, nó có đứng ở giữa câu mà. hai su op Em ở cái phần liệt op kê, cái phần liệt kê ngữ pháp của thầy chuối xong ăn mì tả mì ăn mì tả thì đằng trước phải kết hợp với cái gì, xin lỗi vì làm sao đấy đúng không, xin lỗi vì làm sao, thì giờ lát cứ nghỉ lao đi với động từ gì. ao so để ao so Ao thon nhưng mà đang nói đến động từ, đi với động từ gì lắc hai tà, lắc hai tà. thì bây giờ là gì, xin lỗi vì làm sao, Không có hay hề so, rồi lắc hề so. Trần Trần lắc he he so. hay to không thì cần gì có lỗi, Trần lắc. xin lỗi vì thường xuyên liên lạc. Xin lỗi vì không thường xuyên liên lạc. Ừ, Không. không thể cho từ gì một Một thế người sao? lắp một thể to à. Hoặc thực ra chúng ta dùng kính ngữ đi, một từ đó to hợp lý hơn nhé, hoặc là từ đi chi một thể to xin lỗi vì không thể thường xuyên liên lạc cho, nếu là cho bình thường là out và head head to đi tả đúng không, nhưng chúng ta bình thường chúng hay là lắp chu xeo ấy, lắp chu tạm được đấy đúng không, nhưng bây giờ nó kính ngữ thì giờ lắp từ đi tả đúng không? Lắp từ đi chỉ một thể so, em mà dùng một thể so hoặc là một thể so nó cũng có điểm đấy, nó không không được 5 nó phải được 4 đúng không. Tiếp bên dưới thì áp dụng theo đồng nghĩa trái nghĩa này, sơn xanh nêm đang đi với động từ gì đây này, cùng tiểu từ luôn này. Nó bảo là gì, chiều hôm đó em định đi gặp thầy đúng không, không biết thầy có thời gian không, lâu lắm rồi nên cốc cốc ở đây là gì, Nhất định phải không? nhất định gì đấy, nhìn gì đấy thầy, Định phải gặp. là muốn gặp phải gặp, Muốn gặp nhất à? định muốn gặp, chúng ta sẽ một là phải hai là muốn đúng không, trong trường hợp là nhất định là muốn gặp thì chúng ta sẽ gặp là dùng từ gì kia thế. Ừ, nếu Về dùng về về nó. positive tâm Về lý, COVID. về positive tâm lý là không thì tôi dùng là màn mã, màn Mà mã na, em nghĩ là thì là cũng mà được đúng không, nhưng mà ở trên nó đang dùng phê tà, cho ra cái thực phê tà nhưng khi kết hợp với ư đo thì nó hay bị biến mất, vào bên dưới đi thì nó chỉ còn phê đo tà thôi đúng không, hoặc là bê nguyên phê đo khá positive tâm lý được, nghĩ như thế cũng được mà, phê đo nhất định muốn đi gặp thầy đúng không, và khá positive tâm lý được mà đúng không. Ừ, đó trong câu nó gợi ý hết mà đọc đi đọc lại nó sẽ có ra vấn đề thôi. Tiếp theo Phương bé, đề mục ở đây là thì tôi đang tìm thì đây tìm cái người mà sẽ học học cùng lớp yoga. người mà học cùng yoga xong rồi thì từ dưới là tôi định Tôi định học yoga ở cái trung tâm yoga gần có gần nhà. gần nhà, người ta bảo rằng tá quá người ta nói rằng là đúng không,
Người ta nói rằng là nếu mà đăng ký Đăng cùng với người khác ấy, thì có ký cùng với người khác thì nhận thể được được giảm giá. à giảm giá nếu muốn Vâng. Nếu muốn được giảm giá thì đi cùng nhau đến đi cùng nhau đến trung tâm sau làm đó. gì à rồi buổi chiều à tiết học gì nó có Tiết học thì có buổi sáng và buổi chiều. ô chân ban ban ở lớp lớp sáng lớp chiều Lớp sáng, lớp chiều. tôi À, tôi thì hiểu tất cả đều được. khi liên liên Khi lạc liên lạc thì nếu bạn nếu cho tôi biết cái gì đó nào tôi sẽ cảm ơn. ơn điểm gì Cái đầu tiên thì em gợi điền. ý câu thơ này này mong người ta bảo rằng đăng ký cùng nhau thì nhận được giảm giá nếu muốn nhận giảm giá thì cùng nhau đến trung tâm làm gì Đến tâm rồi đến trung tâm đăng ký. trung tâm đăng ký dùng từ gì Đấy. Từng rốc à thăm nhật lúc thăm gì tại bình thường chúng ta nhớ cái cấu trúc này cấu trúc ư đo meo này này thì cuối cuối câu của nó sẽ thường là phải hoặc là nên phải hoặc nên làm gì đấy vâng phải nó có hay vào cấu trúc làm gì động từ a o nha là phải nên làm gì đấy thì là chúng ta động từ nhân hoặc đi rồi rồi phải đúng không đó nếu muốn này thì phải làm thế này nếu muốn làm này nên làm thế này đó nếu muốn nhận thì chúng ta phải phải cùng nhau đến đăng đăng ký thì nó cùng nhau đến đăng ký thì cùng lúc hai ta được chưa thành xe nha anh nghĩ đặt đúng không còn bên dưới à nó câu trên cũng là câu gợi ý tiết học của lớp sáng lớp chiều tôi tất cả không sao khi liên lạc thì bạn nếu bạn cho tôi biết gì trực tiếp bạn học lớp nào, có thể à học lớp chỗ nào, à bạn học lớp nào cho tôi biết bạn học lớp nào anh ấy su in chi đi họ như hẳn là hay là gì họ như anh hẳn anh ừ. ấy Hè un su in nên chi Tham gia có thể tham gia lớp nào chứ ê hẳn tham là gia hẳn hẳn chăm sóc à, và cho tôi biết là bạn có thể tham gia lớp nào hoặc là còn nếu mà danh từ ấy à, bạn có thể cho tôi biết nó là lớp nào của họ như ban tìm đi trường này đúng không không được gì nữa nếu bạn có thể cho tôi biết là bạn à, lớp học nào tham gia lớp nào đúng không hoặc là họ như tìm su với tư suy lên tìm được này tức là cho tôi biết là bạn có thể nghe được giảng của cái tiết học nào đúng không đó thế là được có nhiều kiểu làm nào cho nó phù hợp với động từ tính từ với mọi thứ kia là được rồi tiếp của mi thì đây đề mục đây là để hỏi về cái việc thay đổi thay đổi chỗ đặt chỗ trước đặt trước đặt trước thông tin của người đặt trước tên vâng Rosa còn thời ô gian sao thời gian ở 18 người bên này còn loại phòng là hai phòng hai người phòng hai ở người phòng hai người một một cái một phòng hai người ừ, là tôi đã thì cái gì ấy này mình thấy tôi đã đặt phòng hai hai người nhưng mà phòng bây giờ có ba người à ba người đi không bây giờ ba người đi à, không biết là cái gì phòng cái gì đó hoặc dẫn sang cái phòng ba người có thể đổi ăn đây nhá nếu không được nếu không nếu được không được thì nếu không được thì muốn đặt trước tôi thêm muốn đặt tôi muốn đặt không được thì đặt tôi muốn thêm đặt thêm tôi đặt muốn thêm thêm một tôi muốn đặt thêm một phòng đó à. thêm một Đó phòng trong hai à, thủy chung trong hai cái gì có trong gì có cái có gì khả năng đấy có khả năng chứ cái gì có khả năng nghiến chứ cái gì gì đó tôi sẽ cảm ơn ở điểm cái gì ở trên nó làm gì nó bảo là tôi đặt hai có phòng thể ba đổi người đi không biết cái gì đó phòng sang ba ba người à bây giờ có hai phòng ba người đi thì nó phải làm sao
Em định điền là đổi đổi sang vòng ba người. Ừ, đội nói nào. Paku paku À, suy cái ốc. mình cá à, à tôi có thể đổi sang phòng ba người không? Hoặc là chúng ta dùng những từ sự ở bên dưới đấy, à thà vua chu sĩ cái mình cá bạn à, bạn sẽ đổi bạn sẽ đổi cho tôi cái phòng đấy sang phòng ba người được chứ, đúng không? Đó, hoặc là thà vua chu sĩ xin mình cá cũng được đó, bạn có thể đổi ấy. Bà vua này, tại vì cái hành động này là hành động của cái nhân viên khách sạn, đúng không? Mình kính nữ thì mình sẽ là hỏi là gì? Làm cho bạn có thể đổi cho tôi sang phòng không, hoặc là bạn sẽ đổi cái sang phòng ba người cho tôi được chứ. Đây, chúng ta nhớ cái cấu trúc này khi muốn nhờ bà ai đó theo dạng kiểu câu hỏi nhé, hỏi ý kiến nhé. Còn bên dưới là một trong hai cái này, nó giống như cái trên đấy, cái giống như cái câu trên của bạn phải làm ấy. Đây này, Hương bé làm bên này thì ở bên này lúc này nó khuyết ở đoạn này đúng không, thì câu dưới nó lại khuyết ở cái chỗ gì đây? Ai Vâng vâng là vâng vâng sinh nhân này, nhớ có cái khám xa cái sinh tà thì nhớ ngay đến động từ này nhá. Là được thì chúng ta chỉ cần là gì, I ai to là see. sinh nhân đúng không, khám xa cái sinh tà. Nếu bạn cho tôi biết là cái gì có khả năng à, trong hai đấy cái nào có khả năng thì cho tôi biết được, cảm ơn. Thế là xong đúng không? Vâng. Đấy, có gì đâu. Tiếp câu này của Phương lớn. Không chẳng hiểu gì. Cái này em Con để xem video vài lần nữa. bé à? À, cái này của My. Đâu? Cứ làm đi giải nhiều thì tự cho một cái quen. Về nhà ngẫm nhiều, ngồi nhiều, xem đi xem lại, làm đi làm lại. Độ tiếp đây là 17, dự đoán tầm 2, 2, 2, 3, độ à, đi. Đấy, em bị một cái đấy là em viết được, em biết cái từ đấy là gì ấy, nhưng mà em hay viết sai chính tả lắm luôn ấy, kiểu như là Đấy, U đấy là gửi O. chưa chưa học kỹ, Anh thế là chưa biết mà. chưa học kỹ thì nó hay bị thế. Ví dụ bạn Đúng tiếng Anh rồi. nó, ví dụ bạn tiếng Anh nó có nhiều từ ấy, à, nhiều từ mình viết nhầm lẫn, đã thành cái từ này làm gì có nhiều từ, Có. đọc như thế nào viết như thế cơ mà. Cho anh nhầm từ pờ với cờ các thứ. Tiếng Anh thì tiếng Anh ví dụ như đọc một kiểu viết một kiểu thì bạn ở đó hay bị nhầm lẫn, tiếng tiếng Hàn đọc sao viết vậy.
Được chưa? Được chưa? Ấy ra là cái gì thôi? Mà Cái gì em? có việc. Cái gì? Có Có việc. việc. Có việc gì? Có việc gì? Có việc. Có việc. Có việc thế à? Có việc. Có việc ấy. Tự dưng có việc. Có việc thì là đi đi xem kỳ tà thôi. Xanh kỳ à? Xem kỳ tà xuất hiện. Hiện. Làm đi thầy, em nghĩ thêm nó cũng không ra thêm từ nào đâu. Rồi đúng lớn. Không. Hỏi liên quan À, lễ liên hội. quan đến lễ hội cuối Cuối tuần trước cuối tuần trước tôi là người tôi là người nước ngoài đã đến lễ hội hoa. À, lễ hội gì nhỉ? lễ hội pháo hoa, Pháo hoa. lần đây là ánh sao thì ánh sao Ánh sao, được, ánh sao lễ hội ánh sáng gì đó. À, tiếp hình là tượng, sống sống đến bây giờ, sống đến bây giờ. Tôi ý đó kia mà nên chơi thành ngôi sao nhiều nhiều ngôi sao như thế, ngôi thì sao sao nhiều tôi như chưa có một thế, chưa có một lần, chưa có một lần chưa có một lần, sao tiếp tiếp là không biết. Không biết có lễ hội nào như thế nữa thì không. không, nếu có thì cái gì đó lại lại trải nghiệm tuyệt vời như thế này. Bạn trải nghiệm tuyệt vời. Ở trên biên là đi biên là đi với đầu động từ gì được, ngôi sao nhiều như thế này thì chúng ta sẽ nói sao, à là cái lễ hội Nhiều, nhìn con thấy ạ. nhìn sao thì chỉ có nhìn thôi chứ làm gì được đúng không? Chúng ta Vâng. thì có gì bố Bồ bố tả và Bồ động Tát. từ giao ra là dùng hai từ này được đúng không? Trong Sau rồi sao nữa, kết hợp với cấu trúc gì, một cũng chưa một lần cũng chưa nữa thì cả một lần cũng chưa đúng không, thì chúng ta sẽ được phù do khăn chọc y, bình thường chúng ta khăn chọc y ở tái thì nó có cái chưa độ tái từng khăn khăn văn đô cho vào đây mang tính nhấn mạnh thôi, tức là thì một lần cũng chưa đúng không? Một lần cũng chưa, một lần cũng chưa ngắm cái ngôi sao như thế này bao giờ, sống đến bây giờ tôi cũng chưa từng một lần được ngắm nhiều như thế bao giờ, không biết có lễ hội này được không, nếu có tôi lại gì à trong hôm bình thường hay đi động từ gì biết rồi ạ. trong hôm hay đi động từ, ví dụ trong hôm là danh từ gì thì là kinh nghiệm đúng không, nếu mà nó là Vâng. động từ thì là trải nghiệm thì nó hay đi với hao tà thôi có gì đâu, Hà tà, à cũng hà tà đấy thì ạ. nếu có thì tôi làm sao thể hiện cái gì, Có thì tôi sẽ trải nghiệm. tôi muốn 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 trải Tôi nghiệm muốn à? à, chỉ là Muốn. tạo sao vô sinh lý Là cô xin. tà hoặc là khe bù vô sinh lý, là tôi lại muốn thử được, tôi lại muốn thử trải nghiệm thêm một lần nữa đi đâu, tôi nhớ là những danh từ cái này là đi với ha tà tôi thì chắc chắn ha tà đây, tôi xem bối cảnh là như nào, có thì tôi lại thì tôi sẽ lại đi xem, muốn đi xem tiếp tôi để à. À, ở đây nó là tôi bán cái chiếc xa, xa là cái gì?
Cái bàn. bàn cái bàn à, đây là đồ gia dụng bố tính trước à, tôi gì đây ý sao đây cả cái thế to, tôi bắt đầu tôi sợ lên chuyện gì đấy, tôi Lên nên chuyện đi chuyển nhà. và lên tôi mới. Lên bán. Và rồi sử dụng khăn chi, sau đó khăn chi gì chỉ được một một năm gì Một đấy à, nhưng vì làm sao vì năm. Sử dụng sạch sẽ. thì sử dụng sạch sẽ lên hầu như Nên là là giống như cái à, giống như cái bàn mới. cái mới. Nếu bạn trực tiếp thì chỉ cho một nhé, Trực tiếp nhìn. nếu bạn trực tiếp xem thì chắc chắn cái gì đó mà mê à, những người nào mà bạn xin mình lên vốn, những người quan tâm thì mong phải liên 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 lạc cho bạn đúng không nào. À, ở đây nó giống như người ấy nhá. À, nó có gợi ý luôn này, sau han chi này thì chi đây thì nó đến một cái thời gian sau đến cộng với cái tuyệt tả. gì thế ta, mà ở đây phạc kê thì động từ sau nó phải là gì, phạc kê thì sau nó phải là động từ gì, phủ Ổn định. phủ định Ăn. thôi, thì bây giờ có động từ tuê tà rồi, phủ định đi thì thành gì, Ăn. Ăn tôi xin người ta. bán kéo người ta vẫn chưa được sử dụng chưa được một năm đó. Ở bên dưới mà mê hay đi với cái gì, nếu bạn xem chắc chắn bạn gì mà mê Chắc là hài lòng gì đấy. rồi bạn sẽ hài lòng, mà mê thì đi hài lòng thì cho với động từ Tuyệt gì, tả. từng ta đúng không, thì cộng với cấu trúc chắc là sẽ hài lòng thì mang ý nghĩa là phỏng đoán chắc chắn và là đúng không, thì tư còn à, tư nghĩ à, bạn tư có suy nghĩ tả nó chữ r đúng không, nhưng mà nó bị biến mất chữ r lại thêm chữ r và thì nó vẫn giữ nguyên bạn tư có suy nghĩ tả, thế thôi cái này dễ đấy không. Cái bún miếng nghi này nó cũng thường là sau nó hay cộng với phí phỏng phỏng đoán nhé. À, chắc chắn là rõ cái từ bún miếng nghi nếu xem thì chắc chắn là sẽ gì đấy đúng không. Rồi tiếp theo mi Vâng. đấy. À, tôi tặng miễn phí, tôi cho miễn phí cái gì Vé concert. à, cái phần gọi là cái vé của buổi concert đúng không? À, và tôi cũng đã muốn, thực sự là tôi cũng muốn đi, thế nhưng đột nhiên vào ngày đó cái gì đó quan trọng nên tôi đã không thể à, Không thể đi. tôi không thể đi được à, những người mà muốn Muốn đi. đi đến buổi concert cái gì đó tin nhắn Có thể nhắn của tin. tôi đúng không? Nhắn cho À, tôi. đấy, tôi sẽ cho cái phí vé những người mà Người gửi gửi tin nhắn trước. Người nhắn tin trước nhắn nhất đúng không? Ý là đầu tiên trước nhất nhất. đúng Đầu không? đầu tiên nhất là từ nào ấy thầy? Chế món đó Tin đây tin cho đầu tiên nhất. trước nhất, món đó là trước chế là nhất đúng, trước nhất rồi, thế vậy đây là gì, chúng nhô han thì đây là phải một cái danh từ đã đúng không, chúng nhô đây nó là cái định ngữ rồi, phải một cái danh từ sau vì đến một cái gì à, mới đến một cái động từ sau vừa về kết hợp với cái cấu trúc gì đấy để kết hợp giữa hai bên à, phía đằng sau này nó đang đưa ra cái gì không thể đi được, nó đưa ra một cái kết quả không thể đi được đúng không, thì chắc chắn là đây mình phải dùng cùng cấu trúc gì nguyên nhân kết quả, phải đưa ra nguyên nhân phía trước dẫn đến kết quả đã không đi được đúng không, thì chúng ta phải sử dụng cấu trúc gì a o ngon, sau rồi bây giờ lấy một cái danh từ và một cái động từ ở đây thì chúng ta sẽ danh từ động từ gì à, Anh từ tôi động thực sự muốn từ đi nhưng ngày đó đột nhiên cái gì gì đó quan trọng nên tôi không đi được ý à, ý với ý đi sinh rồi con đi đi không cho chó à, vì đột nhiên xuất hiện việc quan trọng đúng không nên không đi được, bên dưới còn dễ nữa, bên dưới thì muốn ra đang đi với động từ gì, muốn ra đấy buồn đi. buồn đi à? Không à, buồn đi không Đi thầy. bếp. Đi cái gì? Động từ gì? Nê. À, bồ nê tà, đúng không? À, thì bây giờ kết hợp với pháp gì? Những người mà đi, những người mà muốn đi đến đây thì cái gì đó cho tôi. Phải À, phải gửi bồ nê hiểu nê hãy hãy thì chúng ta hãy à, bồ nê hãy chú kỳ gửi kỳ à, ra thì bạn mong các bạn gửi mail cho tôi. nê gửi tin cho tôi. Bình thường tôi hay nói là bồ đen chú CEO đúng không? À, những người mà ấy này thì
Rồi, ok. Đấy, thì tiếp tục ngày mai lại học cái phần này tiếp, cho nên tối nay về nghiền ngẫm tiếp. À, làm hết từ câu 1 đến câu 50 đi nhá. Vãi. Kinh Yeah. khủng. 50 câu rồi dạ. 50 câu xong rồi còn làm, còn luyện theo từng bộ đề được cơ, cho nên là cứ luyện đi. Cứ làm đi làm lại nhiều, tự dưng nó sẽ biết cách làm thôi. Rồi, ok, suy nghĩ gì đó. Nhé, Ok. anh xin